Chia sẻ thì hơn là chia chác. Trong truyền thuyết Ấn Độ cổ đại có kể câu chuyện như thế này. Có một ông lão trước khi lâm chung đã để lại di chúc. Toàn bộ 19 con bò là tài sản ông cụ có, sẽ đem chia cho 3 người con theo quy định chi tiết như sau. Người con cả được chia 1/2 tổng số bò. Người con thứ hai được chia 1/4 tổng số bò. Còn người con út thì được chia 1/5 tổng số bò. Nhưng cả 3 anh em thì đều không được bán mà chia tiền với nhau. Theo phong tục của Ấn Độ giáo thì con bò được coi là vật linh thiêng nên không được giết thịt mà chỉ có thể chia cả nguyên con còn đang sống. Sau khi người cha qua đời, 3 người con đã ngồi lại tìm hết cách mà vẫn không chia được đàn bò 19 con. Cứ lúc dư thì lại thiếu, lúc thiếu thì lại dư. Thế rồi ở làng bên có một ông già nổi tiếng thông thái. Một hôm ông cụ đi ngang qua nhà 3 anh em nọ, nghe họ bàn cãi sôi nổi mãi mà không tìm ra cách nào giải quyết. Cuộc tranh luận càng lúc càng gay go căng thẳng, có nguy cơ sẽ đưa tới chia rẽ nội bộ anh em với nhau trong gia đình. Ông cụ liền quyết định ghé vào hỏi đầu đuôi, rồi chậm rãi bảo họ là ông có thể giúp họ giải quyết chuyện này. Ông nói: "Thế này nhé, ta có một con bò, ta lấy cho các anh mượn. Như vậy tổng cộng chúng ta có 20 con bò. Anh cả được chia 1/2, tức là 10 con. Anh thứ hai được chia 1/4, tức là 5 con. Còn anh thứ ba, con út, được chia 1/5, tức là 4 con. Ba anh em tổng cộng lại đúng là 19 con bò. Dư một con còn lại thì đem trả cho ta. Thế là xong, chứ có gì mà phải bàn cãi." Thật tuyệt diệu. Một vấn đề nan giải đã làm nhiều người suy nghĩ nát óc, lại được giải quyết một cách nhẹ nhàng, khéo léo như vậy. Ba anh em nhà nọ ngẩn người ra một lúc, chợt hiểu và reo lên thích thú. Có thế thôi mà cứ căng thẳng tranh cãi với nhau hoài. Họ ngộ ra được sâu xa ý của người cha trước khi qua đời. Thật ra là chẳng hề muốn anh em họ phải chia chác tranh giành với nhau. Vậy là họ đã đi tới quyết định là thôi, chẳng cần phải chia bò làm gì nữa, nhưng sẽ để chung cả đàn 19 con mà nuôi chung, vui vẻ trên dưới mọi sự. Ông lão nghe vậy thì hài lòng lắm, chúc phúc cho gia đình họ rồi ra về. Đúng là trên đời này cùng nhau chia sẻ vẫn hơn là chia chác, vì chia chác chắc chắn sẽ đưa tới chia rẽ và chia lìa.